Mày kể cho mấy mèn nghe câu chuyện cáo và hổ nha. Một hôm trong lúc đi dạo, cáo đã bị hổ bắt được. Biết mình không thể thoát khỏi tay hổ, cáo định nhắm mắt chờ chết. Nhưng nó chợt nghĩ ra một kế. Mình đâu thể bị bắt dễ dàng như vậy được. Mình là cáo cơ mà. Cáo nói với hổ: "Tôi là một con vật do trời sai xuống để làm chúa sơn lâm. Ông không thể ăn thịt tôi được." "Đừng ăn thịt tôi, có biết chưa?" Hổ gầm lên. "Ta mới là chúa sơn lâm." Cáo bình tĩnh nói: "Nếu không tin thì ông hãy đi với tôi. Tôi sẽ cho ông thấy tất cả loài vật đều sợ tôi." "Ta không tin đâu. Đừng có mà lừa ta, đừng có giảo hoạt." Nhưng sau cùng hổ cũng đồng ý đi với cáo. Cáo đi trước, hổ theo sau. Các loài vật trong rừng nhìn thấy cáo và hổ đi tới thì đều bỏ chạy hết. Hổ đã dần dần cảm thấy chẳng lẽ những gì con cáo này nói là đúng à. Lúc bấy giờ cáo mới nói: "Đó, ông thấy chưa? Muông thú thấy tôi đều sợ hãi bỏ chạy hết rồi." Hổ thầm nghĩ: "Nó nói đúng rồi, nó là chúa Sơn Lâm nên muông thú thấy nó đều bỏ chạy hết." Hổ không biết rằng muông thú bỏ chạy là vì sợ hổ chứ không phải sợ cáo. Thế là nhờ sự thông minh nhanh trí của mình nên cáo đã lừa được hổ một phen. Từ đó trở về sau, cáo rất cẩn thận không để mình bị hổ bắt thêm lần nào nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Tôi chỉ khác đi. Nhưng mà mẹ kể chuyện có hay không? Mới mẹ có thích không? Mới mẹ có yêu mẹ không? Mới mẹ hôn mẹ đi. Hôn mẹ. Trời ơi hạnh phúc quá. Rồi mẹ đi lấy cuốn truyện khác kể cho mấy mẹ nghe nha. Ok.